Vâng ạ, xin mời các bác chúng ta di chuyển vào đây ạ. Vâng, xin giới thiệu với quý đoàn chúng ta. Đây là mô phỏng ngôi lán làm việc của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Tỉnh Keo, Định Hóa, Thái Nguyên. Mà cùng tượng trong ngôi lán thể hiện cuộc họp ngày 6 tháng 12 năm 1953 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tham gia của Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Và đến cuối tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược trong Đông Xuân 53-54, đồng thời cử Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chỉ huy trưởng Mặt trận. Trước khi lên đường tham gia chiến dịch, Đại tướng đã đến chào bác để xin ý kiến chỉ thị. Trong lần gặp gỡ này, bác đã hỏi Đại tướng: "Chú đi xa như vậy, chỉ đạo chiến trường có gì trở ngại không?" Đại tướng đã trả lời: "Thưa bác, chỉ trở ngại là ở xa, khi có việc quan trọng, cấp thiết, khó xin ý kiến chỉ thị của bác và Bộ Chính trị." Bác đã ân cần căn dặn Đại tướng: "Tổng tư lệnh sát mặt trận, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh." Và trải qua 56 ngày đêm chiến đấu sát khổ, quân và dân ta đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhưng để có chiến thắng vĩ đại ấy, cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua 9 năm kháng chiến trường kỳ. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: "9 năm là một điện biên, nên bánh hoa đỏ, nên thiên sử vàng." Dạ vâng ạ, xin mời các bác chúng ta di chuyển tiếp vào bên trong đi ạ. Vâng, và thưa quý đoàn chúng ta, là vào ngày 10 tháng 12 năm 1953, một bộ phận